Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thưa ủy quyền của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đây là vinh dự lớn đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó.